bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ tên thân mật hai con chung của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn. Thanh Đoàn Hà Trí Quang là cặp đôi đang nhận được rất sự chú ý từ công chúng, mà nhất là thông tin hai người sẽ đón hai bé con chung, một trai một gái, vào cuối tháng 12 này. Hiện tại cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ vật dụng sinh hoạt đến tài chính, cũng như có tên thân mật cho hai bé, đồng thời tiết lộ việc hai con sẽ gọi mình như thế nào. Theo đó, Thanh Đoàn Hà Trí Quang cho hay, hai nhóc sẽ được gọi là ca ca và muội muội, theo cách vô cùng thân mật, dựa vào giới tính. Ngoài ra, các nhóc cũng sẽ gọi Thanh Đoàn là ba và gọi Hà Trí Quang là cha. Nóc nhà của nam diễn viên bộc bạch hiện tại đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi quyết định có con, Đoàn và anh Quang phải lo chu toàn tất cả mọi thứ. Mình đầy đủ kinh tế nên sẽ lo cho con uống sữa gì, lớn lên học trường nào. Thậm chí mình sẽ đủ điều kiện để lo cho hai bé đến lúc trưởng thành luôn. Thực tế, khi quyết định công khai chuyện tình cảm của mình, cả hai phải đối mặt với dư luận cùng nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí có cả một số bình luận khó nghe, nhưng đại diện với những điều đó, bạn trai Hà Trí Quang chia sẻ. Cái may mắn của tụi em là được gia đình ủng hộ theo cách tuyệt vời, trơn tru, không có chông gai. Đoàn và anh Quang cũng cảm ơn tất cả các chị khách hàng, những người bạn, đặc biệt là những người cô luôn ủng hộ. Khi có những bình luận khiếm nhã, các cô, các chú, các anh, các chị đều bên Đoàn và anh Quang hết. Về phần gia đình, Thanh Đoàn cho biết, ba mẹ hai bên rất chờ mong ngóng hai nhóc tì chào đời. Vì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái, nên ông bà sẽ lao một trợ thủ đắc lực cho cặp đôi. Hiện tại, mọi người đã chuẩn bị xong phòng ốc, vật dụng cần thiết cho hai bé. Vì đã có kinh nghiệm chăm sóc cháu, nên bạn trai của Hà Trí Quang tin tưởng rằng mình sẽ chăm sóc hai con rất tốt.